Từ đầu năm đến nay, nông lâm thủy sản là một trong những nhóm ngành hàng có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ở mức cao. Mục tiêu của nhóm ngành này là đạt 33 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 đạt 17,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2016. Giá xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng cao giúp kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực tăng thêm 627 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ của năm ngoái. Tăng trưởng xuất khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản đã góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước tăng 13,6%, cao hơn rất nhiều so với mức tăng 3,7% của 5 tháng đầu năm 2016. Ngoài mức tăng trưởng kim ngạch khá đều đặn, cơ cấu các mặt hàng nông sản chủ lực cũng có sự thay đổi khi mặt hàng trái cây, rau củ, cà phê, cao su đã thay thế lúa gạo và sắn để liên tục đứng đầu danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Đặc biệt thì năm nay, rau và cây ăn trái có tín hiệu rất tốt về mặt thị trường. Từ vị trí chỉ là mặt hàng khiêm tốn, rau quả đang có sự tăng trưởng xuất khẩu ngoạn mục với mức trung bình trên 30% một tháng, có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.